Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Các bạn ạ, câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về một thí nghiệm cực kỳ kinh khủng lên các loài động vật trong Minecraft mà có thể các bạn chưa bao giờ biết hoặc chưa bao giờ nghe tới. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Mà nên nhớ nhé, đây là một câu chuyện khá là kinh khủng đây. Vậy là đã là buổi chiều tà trong Minecraft ngày hôm nay rồi. Dựa theo tình hình của mặt trời hiện tại bây giờ thì mình tin chắc chắn rằng mặt trời sẽ chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng và màn đêm sẽ buông xuống. Vì vậy mình nghĩ rằng bây giờ mình cần phải nhanh chóng tìm hiểu và tìm cho ra bằng được cái bí ẩn và bí mật về ngôi làng này. Các bạn ạ, mình đã sinh tồn trong ngôi làng này được khoảng 2 ngày rồi. Và lý do vì sao mình không rời đi đó các bạn ơi, đó chính là bởi vì ngôi làng này có một cái điều gì đó bí ẩn và bí mật mà mình đang rất rất muốn tìm hiểu thử. Các bạn coi nè, thấy không? Đây chính là thứ đó hả mà mình đã nói rằng đó nha các bạn. Rất là bí ẩn luôn. Ngôi làng này đó hả, có một cái nhà tang lễ. Tuy nhiên, cái nhà tang lễ này lại ghi như thế này nè các bạn: tưởng niệm các chủ thể đã không thành công. Đã không thành công có nghĩa là sao? Và khi mình bước vào nha thì mình thấy ở đây có rất là nhiều những cái mộ dân làng. Vậy thì dựa theo tình hình của cái biển này nè các bạn ạ, nó ghi là tưởng niệm các chủ thể đã không thành công, rồi còn chưa kể nữa là có các mộ dân làng. Vậy thì mình mới nghĩ rằng đó nha, là rất có thể là hả các dân làng này đã tham gia vào một cuộc thử nghiệm, một cuộc thí nghiệm gì đó, hay là các dân làng này đã gọi là thực hiện một cuộc nổi dậy đó các bạn. Tuy nhiên họ đã không thành công. Và đó chính là lý do vì sao đó nha, mà mình cần phải tìm hiểu xem hả là thực sự đã có chuyện gì xảy ra với ngôi làng này. Được rồi, cái gì đây? Ở đây mình lại tiếp tục thấy có thêm một cái bia mộ nữa. Tuy nhiên cái bia mộ này lại nằm ngoài ngôi làng các bạn ạ. Trời ơi, không biết đó hả là các bạn có bất cứ cái ý tưởng gì về cái ngôi làng này không ta? Mọi người hãy nhớ bình luận phía dưới nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vòng vòng coi thử xem hả là liệu ngôi làng này có còn gì đó kỳ lạ và bí ẩn hay là không. Mình phải luôn kiểm tra liên tục. Và hold on a minute, từ từ. Tại sao ở đây là có những tấm biển nhỉ? Mình nhớ đó nha, cái ngày đầu tiên mình tới ngôi làng này đó các bạn, là không hề có những tấm biển này. Vậy thì tại sao bây giờ nó lại có? Mà thôi kệ được rồi, để mình đọc thử nha. Ngôi làng chúng ta thực sự cần rất nhiều heo. Tất cả các dân làng hãy bắt và đem những con heo về làng. Số lượng heo càng nhiều càng tốt và yên tâm là sẽ được trả tiền. Và hãy nhớ rằng khi bắt những con heo chúng phải còn nguyên trạng, bởi vì nếu không mọi chuyện có thể sẽ không thành công. Đó, các bạn có thấy không? Lại một lần nữa cái câu chữ không thành công lại xuất hiện. Mình thật sự không biết rằng đó nha, là liệu cái biển đó và cái biển của nhà tang lễ nó có liên hệ với nhau hay không. Bởi vì đấy nha, khi mà các dân làng, ở đây có cái mộ dân làng nào đều chết các bạn ạ, thì cũng có chữ không thành công. Vậy thì tại sao bây giờ nếu như mà chúng ta bắt những con heo mà nó không có tình trạng nguyên dạng á, thì tại sao các bạn ạ lại cũng không thành công được cơ chứ? Thật sự mình đang càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Vậy thì được rồi các bạn ơi, mình nghĩ rằng đó nha là bây giờ đó hả, mình sẽ thử nghiệm bằng cách đi bắt heo đó các bạn. Cũng rất là may mắn luôn khi mình quýnh một vài con zombie trước khi quay video á, mình đã kịp gọi là có được 2 cục cà rốt. Và mình tin rằng bây giờ đó nha, với 2 cục cà rốt này mình có thể bắt heo rồi các bạn. Được rồi, bây giờ phải mau chóng tìm vài con heo các bạn ơi, để mà bắt heo các bạn. Và chúng ta sẽ biết rõ hơn về cái hả vụ án này. Hả? Dân làng này cậu. Ủa các bạn ơi, ông dân làng này nói chuyện với mình các bạn ạ. Ôi dân làng ơi, có chuyện gì không hả ông dân làng? Tại sao ông lại kêu tôi vậy? Cậu tính mang một con heo đem về cho ngôi làng này phải không? Ờ đúng rồi đó, thì tôi vừa mới phát hiện đó nha, là trong cái bản thông báo của ngôi làng chúng ta đó hả, là có cái gì mà bắt heo về được trả nhiều tiền á, cho nên đó hả là tôi muốn thử bắt heo về đem và có tiền. Các bạn ạ, chúng ta không nên nói rằng đó nha, là chúng ta đang đi tìm hiểu về vấn đề những con heo này các bạn ơi. Bởi vì có thể đó nha, ông dân làng này là một người xấu đó, phải cẩn thận. Đó, ông dân làng ơi, mọi chuyện là như vậy đó, tôi muốn đi bắt heo mà làm giàu ông dân làng ạ. Tôi cũng không bắt ép cậu hay gì đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sau khi cậu đã bắt được một con heo và đem về đây thì hãy rời làng ngay lập tức. Hả? Rời làng ngay lập tức? Ủa? Mà tại sao tôi lại phải rời làng hả ông dân làng? Và đừng dại dột mà đi vào sâu bên trong cái nơi họ thu thập heo. Hả? Cái quái quỷ gì vậy ông dân làng ơi? Tại sao vậy? Bộ ông dân làng biết gì đó hả về cái vụ án thu thập heo nó ghê lắm hả ông dân làng? Sẽ có chuyện không hay đâu. Trời đất ơi các bạn ơi,
Nói chung là ông nhân làng này kiểu như đang cảnh báo mình đó các bạn, là không được đó nha, là nhiều chuyện nè, bắt heo về là phải rời làng ngay, và đặc biệt nhất là không được đi xào sâu cái chỗ mà họ đang thu thập heo, bởi vì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó. Thôi được rồi, cảm ơn ông nhân làng nhiều nha, tôi đó hả sẽ ghi nhớ lời của ông nhân làng. Được rồi, thôi kệ đi các bạn, bây giờ trước tiên mình nghĩ rằng đó nha, là chúng ta cứ đi bắt heo kia, cái tính người tính gì tính. Ở đây mình thấy có cái bảng thông báo gì nè, để nộp heo hãy đi qua sông và tiến vào rừng gỗ Vân Sam các bạn. Vậy là bây giờ đó nha, nếu như mà chúng ta muốn bắt một con heo á và chúng ta muốn nộp heo đó các bạn, thì không cứ nộp vào làng đâu, mà là bắt một con heo sau đó đem nó qua phía bên kia các bạn ơi, qua phía khu rừng gỗ Vân Sam á, rồi sau đó đó nha chúng ta sẽ nộp heo ở đó. Thì được rồi, bây giờ để mình thử bắt một vài con heo đi. Ở đây một con nè, ở đây thấy có rất là nhiều heo luôn. Nhìn chú heo con ơi, tới với ta nào. Ok, mình sẽ bắt thiệt là nhiều heo luôn, và mình tin chắc rằng nó nha, là với số lượng heo như thế này hả thì mình sẽ có được rất là nhiều tiền. Ok, ở đây có một con heo đó các bạn, chúng ta phải từ từ thôi. Rồi heo ơi, tới với ta nào. Được rồi, bây giờ các chú heo ơi hãy tới với ta nha. Bây giờ đó hả, ta sẽ bắt chúng mi để có thể gọi là hả tìm hiểu và khám phá được cái bí ẩn cũng như là bí mật về lý do vì sao mà cái nhà tang lễ lại có chữ là không thành công. Rồi còn chưa kể nữa là biển thông báo nói rằng đó nha, là nếu như bắt heo không ổn á, không còn nguyên trạng á, thì cũng không thành công luôn. Được rồi, bây giờ đi theo ta nào. Hình như ông dân làng kia nói, à không, cái biển nói rằng đó nha, là bây giờ đó hả chúng ta sẽ phải vào khu vực cái rừng gỗ Vân Sam này. Được rồi, đi theo ta nào, những chú heo ơi. Ok, ở đây mình thấy có đường đi nè, một cái đường mòn các bạn ơi, rất là nhiều sỏi đá. Rồi trời đất ơi, mình bắt hơi bị nhiều heo ha, thôi kệ đi. Ok, đi theo ta, đi theo ta, đi theo ta nào, và vào đây nào, vào đây nào. Ok, bây giờ mình đã tới khu vực rừng gỗ Vân Sam rồi, và ở kia mình thấy là hình như các bạn ạ, có cái biển kìa. Mình nghĩ rằng đó nha, chắc là cái biển đó nó hả là cái biển mà chúng ta cần tới để mà có thể đưa những heo vào đó đó các bạn. Rồi những chú heo ơi, đi theo ta nào, chúng ta sẽ tiến sâu trong rừng gỗ Vân Sam nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi vào thật là sâu bên trong. Rồi ok, ở đây ghi gì nhỉ, ở đây nó ghi là nơi nộp heo các bạn ạ. Ok, và chắc là nơi là nộp heo rồi. Ok, heo xuống đây nào. Rồi ok đó, mình nghĩ rằng đó nha, là bây giờ đó hả với một khối lượng heo như thế này các bạn ơi, trời đất ơi, rất là nhiều heo luôn, mình tin chắc rằng đó hả là mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà cái nơi thu thập heo nằm ở đâu ta? Để heo ở ngoài và đừng vào trong các bạn ạ. Đã bắt đầu thấy được những chuyện gì đó kinh khủng và kỳ dị chưa các bạn? Để heo ở ngoài nha và đừng vào bên trong. Mình bắt đầu thấy sợ sợ rồi đó. Mình có nên vào trong không ta? Thôi được rồi, những chú heo ơi, tao nghĩ đó nha là bọn mình ở đây đi. Để tao vào trong coi thử xem hả là đã có chuyện gì xảy ra nha. Ok các bạn, bây giờ để mình tiến vào bên trong nha. Mình coi thử xem như thế nào. Và bên trong này mình thấy giống như là một cái khu vực đường hầm sâu lắm các bạn ạ. Rất là kín đáo luôn. Không biết đó hả là có ai đó đang làm chuyện kỳ lạ và kỳ quá đây hả ta, mình thật sự không hiểu luôn á. Và vào trong thì hả, wait what, cái gì đây? Từ từ các bạn ơi, từ từ, một một cái máy, một cái lưỡi cưa các bạn ạ. À, một cái lưỡi cưa, và ở đây là có hai con heo mà hình như là các bạn ạ. À, hai con heo này còn sống các bạn ơi, tuy nhiên tụi nó lại không có đầu các bạn. Đây là những heo không đầu mà hả. Nhưng mà đã là heo không đầu thì tại sao là chúng vẫn còn sống cơ chứ? What the hell, cái quái quỷ gì vậy trời? Từ từ, ở đây có đường đồ nè, mở ra thử coi. Và bên trong đó có một quyển sách mang tên kế hoạch, để mình đọc thử nha các bạn. Chặt đầu bọn chúng là cách tốt nhất để thực hiện các cuộc thí nghiệm của ta. Từ chuyển đổi đầu người sang người, chuyển đổi đầu từ heo sang người, và cũng để nghiên cứu sự trường sinh, thì việc chặt đầu là điều cần thiết. Ta đã thất bại trong việc chặt đầu dân làng, nhưng với lũ heo này thì ta sẽ thành công, và ta sẽ tạo được đội quân cho riêng ta. Từ từ các bạn, ta đã chặt thất bại trong việc chặt đầu dân làng, vậy là cái nhà tang lễ đó các bạn ạ, à, chính là cái nhà tang lễ đó, chính là cái nơi đó nha mà các ông dân làng đã bị chặt đầu, thất bại trong việc gọi là trường sinh bất tử, hay là thất bại trong cái việc gọi là chuyển đầu người từ người sang người, hay là từ heo sang người đó các bạn. Cho nên ở đó đó nha, chứ là nơi tưởng niệm cái gọi là hả các đối tượng thí nghiệm không thành công. Và ở đây đó nha là những đối tượng thí nghiệm, là những con động vật, là những con heo, và cái tên sát nhân đó, hắn là thằng các bạn ơi, thấy không, những con heo này đó nha đã bị chặt đầu nhưng chúng vẫn còn sống.
Vậy là sao cơ chứ, what the hell luôn á. Thôi các bạn ạ, mình nghĩ rằng nó nhanh là bây giờ đó hả? Phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, chứ nếu không là mình bị phát hiện làm chết mình luôn đó các bạn ơi. Ghê lắm các bạn. Và ủa cái gì đây hả? Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta, ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta, và giờ ngươi chết đi hả? Cái gì đây các bạn ơi? Tiến sĩ Điên các bạn ơi, chết đi. KSD đã bị giết bởi tiến sĩ Điên các bạn ơi. Cái quái quỷ gì vậy? Hắn ta chính là người xấu đó các bạn ơi. What the hell? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và cực kỳ kinh khủng trong Minecraft. Ngày hôm nay mình đã sinh tồn trong một ngôi làng bởi vì mình muốn tìm hiểu xem là cái sự bí ẩn ngôi làng này đến từ đâu. Và mình đã phát hiện ra được, trong ngôi làng này có một tên dân làng điên. Hắn ta là một tên tiến sĩ với mong muốn ghép đầu người cũng như tạo ra được thuốc trường sinh bất tử. Vì vậy, hắn ta đã chặt đầu các dân làng. Tuy nhiên, hắn ta thất bại trong việc đó và hắn ta đã chuyển sang chặt đầu động vật và tiêu biểu nhất là những con heo, và hắn ta đã thành công trong việc đó. Như các bạn cũng đã thấy, những con heo đã bị chặt mất đầu, tuy nhiên chúng vẫn sống sót và chúng chỉ sống với một cơ thể mà không có đầu. Mình đã phát hiện ra điều đó và bị hắn ta tiêu diệt, và cảnh cuối cùng chính là những ngôi mộ. Những ngôi mộ đó là các dân làng đã bị chặt đầu và cơ thể của mình cũng không còn một cái đầu nào cả. Vì vậy các bạn ơi, lần sau khi các bạn chơi Minecraft và vô tình thấy được những vật thể hay là những động vật bị mất đầu, thì làm ơn hãy rời khỏi thế giới đó ngay lập tức và rời khỏi Minecraft, bởi vì rất có thể nhân vật của bạn cũng sẽ bị mất đầu đấy. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Falling, I'ma keep on falling.